Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Lan Nguyễn. Ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều cha mẹ đăng ký xin chắc vân tay. Và thực sự Lan rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ đã tin tưởng Lan cũng như là sản phẩm xin chắc vân tay. Video này thì tôi sẽ nói về một số feedback của các phụ huynh khi mà đã sử dụng xin chắc vân tay. Mẹ Minh Anh, mẹ của bé Tuệ An sau khi làm xin chắc vân tay đã nhắn cho mình như sau: úi trời, ngày hôm nay tin tốt vui hết nước em ơi. Phải nói là chị có duyên lại may mắn để chị được biết em, mà anh chị cũng thay đổi nhắc nhẹ con xuống đi ngủ. Mà tối qua bố hẹn hò sáng nay tập thể dục cùng bố, thế là 5 giờ dậy đi tập với bố, 6 giờ về tắm rửa đi học. Chị bảo nhìn thấy da của mẹ như này tuyệt vời quá, mừng lắm luôn ý em. Bạn Thuệ An thì khi mà làm xin chắc vân tay thì bố mẹ có tâm sự với mình là lúc nào mà ngồi học cũng phải ngồi kè kè ở bên em xem là em có học không, bởi vì em không tự giác học. Nhưng mà sau khi mà làm xin chắc vân tay, mình có nói là em có cái chủng vân tay đại bằng Chúa nên là em cần phải có sự tôn trọng và hỏi ý kiến. Khi đấy thì cha mẹ cũng thay đổi, thay vì bắt ép con học thì cha mẹ đã đưa ra những cái sự lựa chọn cho con. Và khi mà con được lựa chọn, con được tôn trọng thì con rất là thoải mái, và con không cần phải bắt ép con vẫn ngồi vào bàn học và con tự giác đi học và đi tập thể dục. Cha mẹ có thấy là tuyệt vời không ạ? Feedback của mẹ Hoài Dương: định hướng tương lai cho các con luôn là điều bố mẹ quan tâm và trăn trở nhiều nhất. Nhờ có xin chắc học vân tay mà mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình gặp mẹ Hoài Dương và bé Tâm An. Thì bé Tâm An là một bé mà sở hữu chủng vân tay núi, và cách học của con thì là phải là 3 đến 5 lần mới nhớ. Và khi mà cha mẹ dạy con thì cha mẹ cảm thấy rất là chết, cảm thấy là ôi tại sao con mình lại học chậm thế mà không bao giờ mới bằng con nhà người ta được. Thế nhưng mà sau khi mà phân tích thì thấy là đó là cách học của em. Em phải học 3 đến 5 lần mới nhớ, và em học chậm nhưng mà chắc, em học theo kiểu mưa dầm thấm lâu, nhưng mà em tập trung ở đâu thì em sẽ giỏi ở đấy. Sau khi mà phân tích thì cha mẹ đã hiểu cách học của con là như vậy và cũng cảm thấy là không còn áp lực, cảm thấy là kiên nhẫn hơn trong việc dạy con, cũng không so sánh con với con nhà người khác nữa. Cảm thấy là cái việc dạy con nó cũng rất là nhẹ nhàng. Feedback của mẹ Lê Hoài Thu, mẹ của bạn Lê Vũ Chí Minh: lý do tại sao bạn sử dụng dịch vụ tư vấn xin chắc vân tay? Muốn tìm hiểu về năng khiếu, điểm mạnh, điểm yếu của con. Theo bạn, bài báo cáo phân tích nêu lên đặc điểm bẩm sinh chính xác bao nhiêu phần trăm? Từ 90 đến 95%. Mức độ hài lòng của bạn về giá trị xin chắc vân tay mang lại 90 đến 95%. Bạn đánh giá cao điều gì trong bài báo cáo phân tích? Phản ánh tương đối chính xác những đặc điểm trong tính cách, tâm lý, tình cảm và cách cảm nhận cuộc sống, học tập của con. Và cha mẹ thì cảm thấy rất hài lòng với bài phân tích của chuyên gia phân tích. Feedback của mẹ Ngọc, mẹ của bé Tuệ An: cái lý do gì mà chị lại sử dụng xin chắc vân tay ạ? Bởi vì là nghe tư vấn để định hướng cho con. Theo chị thì bài báo cáo phân tích nêu lên đặc điểm bẩm sinh chính xác bao nhiêu phần trăm? 90 đến 95%. Mức độ hài lòng của chị về xin chắc vân tay trên 95%. Bạn có đánh giá cao điều gì trong bài báo cáo phân tích? Có định hướng tốt cho con cái? Và cảm nhận của chị Ngọc là rất hài lòng. Cảm ơn feedback chân thật và đáng yêu của cha mẹ. Cha mẹ nào muốn đăng ký thì hãy kéo xuống phần mô tả, mình có để link ở bên dưới. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận được một quà tặng siêu giá trị, đấy là một bản báo cáo thần số học giúp bạn định hướng cho con này, giúp bạn hiểu sâu sắc về con này, giúp con có những cái hướng đi đúng đắn trong những cái giai đoạn phát triển của cuộc đời. Nếu cha mẹ có câu hỏi nào khác thì đừng ngần ngại comment xuống bên dưới. Và đừng quên follow kênh của tôi để đón nhận những video giá trị tiếp theo.